Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến. Range Rover Evoque tự hào là mẫu xe gầm cao đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hộp số tự động 9 cấp, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao cùng chất liệu nội thất cao cấp có khả năng tái chế bảo vệ môi trường. Evoque vẫn được giới thiệu với 3 phiên bản, khu tiêu chuẩn, Dynamic thể thao, Prestige sang trọng. Tùy theo khách hàng cần gì ở mẫu xe của mình, Evoque sẽ đáp ứng được các trang bị tốt nhất với danh sách đồ chơi cho xe có thể khiến khách hàng choáng ngợp. Thiết kế ngoại, nội thất trên phiên bản mới không có nhiều thay đổi. Xe vẫn giữ kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.365, 2.125, 1.635mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.660mm. Xe được trang bị động cơ xăng SI42.0L mạnh mẽ sản sinh công suất 240 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 340 nm tại vòng tua 1.750 vòng trên phút. Sức mạnh này khi kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp mới cùng hệ dẫn động 4 bánh cầu xe chủ động giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,6 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt 217 km/h. Đây là phiên bản động cơ duy nhất được trang bị hộp số tự động 9 cấp theo tiêu chuẩn trong khi các phiên bản là option đặt thêm. Hộp số tự động 9 cấp mới trên Evoque mang đến khả năng vận hành êm ái cùng giảm mức tiêu hao nhiên liệu cho mẫu xe này. Với sự trải rộng các cấp số sẽ giúp xe tăng tốc ít bị trễ hơn, xe vận hành trơn tru hơn mang đến sự thoải mái cho cả tài xế và những người ngồi trong xe. Hộp số này còn được trang bị một tính năng đã được áp dụng trên các dòng siêu xe như Lamborghini, Ferrari là tính năng Fast Off. Đây là một tính năng cho phép khóa số của xe. Khi tài xế có ý định vượt lên xe khác, máy tính sẽ tính toán chế độ chuyển số giúp quá trình vượt xe được an toàn hơn. Hệ thống chuyển số trên hộp số tự động này cũng tính toán cho phép hộp số có thể bỏ qua cấp số khi nhả số tương tự số sàn. Ví dụ xe có thể nhả số từ số 7 nhanh chóng về số 2 khi phanh gấp đáp ứng khả năng vận hành tức thời của xe. Để tăng thêm tính năng vận hành cùng việc giảm mức tiêu hao nhiên liệu, bên cạnh hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Response danh tiếng, giúp Evoque hoạt động mạnh mẽ ở các điều kiện địa hình khác nhau, Evoque còn nâng cấp hệ dẫn động 4 bánh của mình để phù hợp hơn với nhu cầu chạy phố. Theo đó, hệ dẫn động cầu xe chủ động trên Evoque cho phép xe khởi động từ vị trí đứng yên với cả 4 bánh xe dẫn động. Khi xe đã di chuyển trên đường, dựa trên các cảm biến, máy tính sẽ cảm nhận được điều kiện đường xá mà xe đang di chuyển để điều khiển thành hệ dẫn động cầu trước hoặc cầu sau, giúp xe giảm mức tiêu hao nhiên liệu không cần thiết. Người lái có thể tự động chọn chế độ Manual hay Auto tùy theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control trên phiên bản này bên cạnh việc cài đặt tốc độ trên những đoạn đường giới hạn tốc độ còn kết hợp với radar vùng rộng đặt phía trước xe giúp giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Hệ thống này hoạt động khi xe được cài đặt tốc độ giới hạn. Nếu xe phía trước phanh đột ngột hay giảm tốc độ, máy tính sẽ nhận tín hiệu từ radar giúp giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Nếu xe cài đặt tốc độ ở 60 km/h thì hệ thống sẽ giữ tốc độ xe ở 60 km/h, nhưng nếu xe phía trước đang chạy với 40 km/h thì xe cũng sẽ giảm xuống tốc độ này. Nếu xe trước giảm thắng và dừng hẳn hoàn toàn, hệ thống sẽ can thiệp vào thắng và đưa xe dừng hẳn. Nếu cần kích hoạt lại hệ thống điều khiển hành trình, người lái chỉ cần nhích nhẹ chân ga. Có thể nói Evoque đã đưa một chuyên gia lái xe vào. Hệ thống máy tính điều khiển trên Evoque mang đến sự thoải mái và an toàn hơn cho người dùng. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Range Rover Evoque, chiếc xe được sản xuất năm 2014. Với nội thất hai màu, đỏ và đen, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá chỉ hơn 1 tỷ đồng, vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.